Thì là để khởi động sơ sơ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ một cái chữ cái đơn giản ha. Tại vì là lớp mình nó vẫn chưa có học chính thức á, cho nên là mình sẽ khởi động nhẹ thôi. Thì chữ mình nghĩ là chữ đầu tiên trong bảng chữ cái, chữ A đi. Thì các bạn có thể lấy một cái phông nào đó các bạn vẽ, còn không thì các bạn tự vẽ ra một cái chữ A nào đó dễ thương thôi. Thì á, mình sẽ không có sketch mà mình vẽ trực tiếp lên luôn. Mình chỉ muốn vẽ cho các bạn coi những cái độ đơn giản của một cái doodle. Hay là các bạn đừng có hiểu vẽ nó rất là nhiều dạng và doodle chỉ là một dạng trong rất rất nhiều dạng khác thôi, nên các bạn không đừng có quá trông mong rằng chúng ta học doodle thì chúng ta sẽ vẽ được tất cả mọi thứ, không có đâu. Tại vì bản thân mình còn không vẽ được tất cả mọi thứ mà, nghĩa là đây chỉ là một cái mà trong rất nhiều kiểu vẽ. Mà mình nghĩ là đối với những bạn không chuyên á thì cái kiểu vẽ này nó rất là thích hợp cho các bạn, để các bạn có thể sketch note hay này nọ và lại các thứ. Thì á, là đầu tiên á là mình đang muốn nói đến cái họa tiết. Thì họa tiết mình dùng á, trong cái trường hợp này á, thì mình chỉ dùng hai họa tiết sau, đó là một là cái hoa dạng này nè, cái này dễ với các bạn đúng không, hoa dạng này. Hai là cái lá dạng này. Rồi đó, sau đó nó chỉ là mức độ to nhỏ và kéo dài toàn bộ cái chữ này thôi, thế thôi. Và có những cái khoảng mà chúng ta để cho nó trống, để chúng ta này như đây. Xong rồi các bạn, lá đây chẳng hạn ha, thì cái khu vực này nè chúng ta sẽ để đen để cho nó có nổi lên, thế thôi. Toàn bộ cái này chỉ có như vậy. Thì mình sẽ bắt đầu như vậy ha. À, cái bút chì này nó có màu xanh chứ không phải là nó là cây bút màu đâu nha. Nó vẫn tẩy được như bút chì bình thường, có điều nó ra màu xanh thôi. Mình sẽ bắt đầu. Cái cây bút của mình là cây 0.5, mình nghĩ là nó hơi to. Mình sẽ đổi sang cây 0.3 cho nó đỡ hơn. Đó. Các bạn thấy không, về thực tế nó đâu có cái gì đâu. Nó chỉ có là những cái họa tiết chồng lên nhau, vậy cứ vậy mà chồng lên nhau thôi. Một cây hoa ở đây nữa. Và khu vực bên trong này mình sẽ cho nó tối để cho nó có chiều sâu. Khu vực bên trong này cũng vậy. Các bạn chỉ thấy không, nó chỉ có một dạng hoa thôi, nó cũng không có cái gì nhiều hết á, là một dạng hoa và một dạng lá. Mình chỉ là nhân nó lên nhiều lần. Thì các bạn nghĩ là những cái này mình hoàn toàn có thể dùng nó để trang trí nè. Ví dụ như viết tên couple lên xong rồi trang trí lên. Và những cái cuốn sách dạy, những cái cuốn sách mà khu vườn bí mật rồi tô màu này nọ, nó cũng chỉ dựa trên những cái nguyên tắc này thôi các bạn. Mình tin đó là các bạn mà chịu khó học mình á, các bạn còn vẽ được đẹp không thua gì cái cuốn sách đó đó. Cuốn sách đó chỉ có mấy họa tiết thì xào tới xào lui hoài à. Các bạn tự làm một cuốn tô màu cho bản thân còn hay hơn nữa. Đó, thấy không? Nghĩa là nãy giờ mình có vài nhát thôi, vài nét thôi mà mình đã gần như là
được hơn gần một nửa chữ A rồi. Vẫn tuân theo đúng nguyên tắc của nó là chỉ là một dạng lá và một dạng hoa thôi ha, không có nhiều hơn. Đó. Và nếu mà mình có bị lem, tức là cái họa tiết của mình nó đi ra ngoài một xíu cũng không vấn đề gì nha. Ví dụ như giờ cái lá này nó có hơi ra ngoài cái đường viền của chữ A vẫn ok thôi, chỉ là đừng có ra ngoài nhiều quá. Tại khi nó ra ngoài nhiều quá nó mất đi cái form dáng thực sự của nó đó, là mình không nhận ra đó là chữ A thôi. Thực sự cái ngôn ngữ của vẽ nó có rất là nhiều, nó giống như ngôn ngữ chúng ta nói á, thì nó có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng này nọ. Thì vẽ cũng vậy, nghĩa là các bạn sẽ thông qua màu nước, thông qua màu chì, thông qua sơn dầu để thể hiện bản thân mình. Thì có khi các bạn sẽ phải mất nhiều khóa học để các bạn mới biết là mình hợp với cái loại màu gì á. Giống như mình nè, mình vẽ màu nước, nhưng mà trước đó mình không có phải vẽ màu nước đâu nha. Trước đó mình cũng vẽ màu bột, mình cũng vẽ màu chì, nhưng mình lại không có thích màu nước. Nhưng về sau mình lại thấy là cái loại màu đó hợp với mình hơn thảy. Dĩ nhiên thì mình vẫn vẽ được những màu khác, có điều là mình riêng cái màu đó làm cho mình cảm thấy hứng thú nhất đó, các bạn thấy không? Bạn nào nhát tay thì mình sẽ dùng viết chì mình đi trước, còn không thì mình cũng không có nhất thiết phải đi bằng bút mực, mình dùng bút chì mình đi cũng được. Như là cái này á, nó khi các bạn vẽ doodle nó rất là được thoải mái, về rất là đơn giản về dụng cụ á. Như bắt các bạn vẽ màu nước, các bạn bắt buộc phải vẽ bằng màu nước trên giấy, vẽ màu nước và sử dụng màu nước cọ lỉnh kỉnh lắm. Còn vẽ cái này á, là tùy nhu cầu, yêu cầu và khả năng. Các bạn có thể sắm những cây viết mấy chục ngàn, hoặc là các bạn sử dụng luôn bút chì, bút bi thôi. Chỗ của mình nó hơi nhiều trẻ con cho nên nó hơi ồn các bạn. Nhưng mà trẻ con nó cũng đáng yêu mà. Ý là trừ mấy đứa nhỏ không được giáo dục thì nó quậy phá thôi, chứ còn lại nó chơi giỡn thì bình thường, nên các bạn chịu khó nha. Thì thường xuyên nhưng trong những clip của mình nó sẽ là tiếng của tụi nhỏ gào thét á, tại nó chơi giỡn á, cái nó quá khích á, cái nó gào lên cái trình nhà mình nghe hết, nên các bạn có lỡ nghe thấy thì tha thứ cho tụi nhỏ, nó chơi thôi mà. Cây bút kia mình đi nét á, là cái cây bút chống lem rồi chống nước á. Ý là vẽ xong mà mình muốn dùng màu nước tô lên cũng được, tại vì nó không lem nữa. Còn chống lem đây có nghĩa là nó khô rất là nhanh, mình vẽ xong á thì một xíu sau mình tẩy cũng được rồi, mình không có phải lo lắng về chuyện là phải chờ nó khô hoàn toàn mới tẩy. Như khi bút mực á, bút mực thông thường, bút máy á, mình làm vậy không có được đâu, nó sẽ bị lem. Thì bạn nào thích mua thì mua, không thì cũng không sao. Mình nói là tùy nhu cầu, tùy vào cái mục đích chúng ta vẽ, và cuối cùng là tùy vào kinh tế của chúng ta mà chúng ta lựa chọn cái họa cụ. Vì môn này chúng ta được lựa chọn họa cụ thoải mái hơn rất nhiều so với những môn khác. Các bạn thấy không? Nghĩa là đó đã xong cái chữ A rồi. Mình hoàn toàn có thể để trang trí lên thiệp hay là sách vở. Nó tính ra cái tính ứng dụng của nó khá cao á. Các bạn có thể thay cái hoa này bằng cái loại dạng hoa khác, cái lá này bằng cái dạng lá khác, nó có rất là nhiều thứ cho mình lựa chọn. Ví dụ như là hoa, các bạn có thể thay bằng hoa dạng này nè.
chẳng hạn ha. Lá các bạn có thể thay bằng lá dạng này. Rồi hoa có thể là nhị nhỏ hơn nhưng mà cánh bự hơn như vậy. Đó. Không thì hoa kiểu hoa hồng đi. Đây là hoa hồng kiểu vậy. Thì mình có rất là nhiều cái lựa chọn, quan trọng là cái quá trình mình học á, mình sẽ hướng cô giáo sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà để lọc cái hình, những cái lọc mọi thứ ra dạng họa tiết á. Ví dụ như đây là sống, là cái cách mà họ đơn giản lại, rồi sau đó từ cái việc đơn giản đó mình sẽ đem vô trong cái hình ảnh của mình. Là nó đơn giản thôi, vì khóa học của chúng ta có 2 tuần à, chúng ta không có phức tạp hóa mọi thứ lên. Nên chúng ta thì để làm sao cho nó nhẹ nhàng thoải mái, có thể tạo ra được những cái hình vẽ dễ thương, nó phục vụ cho chúng ta hàng ngày, nó có thể giảm stress. Vẽ là để giảm stress nha, vẽ đã áp lực quá đi stress lên thêm đi, rồi đổ cho cô giáo. Mình không có muốn các bạn phải vừa vẽ vừa căng lên đâu, cho nên là các bạn cứ việc thả lỏng. Thả lỏng đây có nghĩa là không có nghĩa là không làm bài đâu nha, nhớ làm bài. Đó, xong rồi á.